Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình mua sắm tại nhà của ASOP. Quý vị thân mến, vấn đề vệ sinh môi trường sống luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Và với những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi thì chắc chắn là sẽ đã quá quen thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là đối với những người sống tại những khu vực mà có cái nền nhà thấp hơn mặt đường, những khu vực vùng trũng hoặc là những ngày mà chiều cường lên cao, mưa kéo dài, nước sẽ trào ngược từ những cái phễu thoát nước thông thường ra bên ngoài làm ngập lên láng nền nhà của chúng ta, rồi bọ nè, côn trùng rồi những cái bệnh truyền nhiễm từ đường đó thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình. Và quan trọng hơn hết đó chính là những cái đồ vật mà chúng ta để tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, ví dụ như tủ lạnh nè, TV hoặc là những cái đồ dùng khác sẽ bị sự xâm nhập của nước và gây hư hỏng nặng, thiệt hại rất là nhiều về tài sản của tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Hiếu xuất hiện tại đây vô cùng vinh dự khi được đại diện cho ASOP mang đến cho quý vị một sản phẩm để giải quyết tất cả những nỗi lo lắng đó, đó chính là phễu chống tràn đến từ thương hiệu CD102 thưa quý vị. Và với sản phẩm ngày hôm nay thì có một cái kích thước thiết kế rất là đơn giản thưa quý vị, và kích thước thì không khác gì so với những cái phễu thoát nước thông thường. Thế nhưng ưu điểm của nó đó chính là chống trào ngược nước cống ra với môi trường sống của quý vị, sẽ đảm bảo an toàn hơn, an tâm hơn khi mà chúng ta không có nhà, đặc biệt là trong những ngày chiều cường lên hoặc là mưa lũ kéo dài thưa quý vị. Còn mức giá thì sao ạ? Rất hấp dẫn thưa quý vị, 490.000 đồng. Với 490.000 đồng thì chúng ta sẽ có ngay hai phễu chống trào ngược đến từ thương hiệu CD102, và đặt hàng trước khung giờ đang phát sóng thì chúng ta còn nhận được một phần quà tặng nữa, đó chính là một chiếc phễu chống tràn cùng loại thưa quý vị. Và như vậy thì với 3 chiếc phễu thì chúng ta sẽ có thể là lắp đặt ở những cái sàn nước nè, hoặc là những cái nhà vệ sinh, để đảm bảo cho gia đình quý vị luôn được khô thoáng và không có tình trạng là nước trào ngược từ ống cống công cộng mỗi ngày có mưa hoặc là chiều cường dâng cao quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng cho khung giờ đang phát sóng để được hưởng mức giá ưu đãi và kèm theo phần quà tặng hấp dẫn này quý vị nha. 0839109898, hoặc là quý vị có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website ajsoft.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Phễu thoát nước chống trào ngược CD102, thiết kế thông minh, đơn giản, dễ lắp đặt vệ sinh. Vật liệu làm từ nhựa ABS bền đẹp theo thời gian, ưu việt hơn với van xả một chiều, tự động đóng khi có hiện tượng nước tràn ngược trở lại. Phễu thoát nước chống tràn CD102, giải pháp chống tràn ngược nước vào nhà hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, ngăn mùi hôi, ngăn chuột, gián, côn trùng chui vào nhà, phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường nước thải. Phễu thoát nước chống trào ngược CD102 bảo hành 12 tháng, mức giá ưu đãi chỉ áp dụng cho khung giờ phát sóng 490.000 đồng cho bộ gồm 2 phễu, tăng thêm 1 phễu cùng loại. Hãy nhanh tay lên, đừng bỏ lỡ. Quý vị thân mến, là một người dân sống ở khu đô thị phát triển như là thành phố Hồ Chí Minh thì Hoàng Hiếu cảm thấy rất là đồng cảm với sự lo lắng của tất cả mọi người khi mà những ngày mưa lớn hoặc là những cái khu vực có chiều cường xảy ra, đặc biệt là những ngôi nhà có cái nền thấp hơn đối với cái mặt đường, thì tình trạng mà nước trào ngược ra sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng là phiền toái. Và nhất là những khi mà chúng ta nghe được thông tin từ đài khí tượng dự báo rằng là chiều nay sẽ có mưa hoặc là có chiều cường dâng cao, thì sẽ lật đật là chuẩn bị những cái phần, ví dụ như là những cái miếng mút xốp nè, hoặc là những cái viên gạch nè, để chèn vào những cái phễu thoát nước thông thường tại nhà của chúng ta. Thế nhưng thì biện pháp này chỉ có hiệu quả tức thời mà thôi. Nếu như quý vị đang đi công tác nè, đang đi học hoặc là đang đi làm chẳng hạn, thì chắc chắn là nước từ ống cống công cộng sẽ tràn vào nhà của quý vị, gây một cảm giác vô cùng là khó chịu khi mà chúng ta đi làm mệt rồi mà còn phải là dọn dẹp, rồi xách những cái thau, những cái xô chậu lỉnh kỉnh đi khắp nơi, rồi lau sạch sàn nhà. Và chưa kể đó chính là tình trạng mà nước ngập úng sẽ gây ra những cái sự hôi thối nè, rồi mang cả những cái mầm bệnh, những cái dịch bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng sức khỏe đến tất cả các thành viên trong gia đình. Và chưa dừng lại đó, khi mà đồ vật mà chúng ta để tiếp xúc trực tiếp với cái nền nhà mà có nước bẩn á, thì sẽ rất là dễ bị hư, bị hỏng hóc, và tình trạng rò rỉ điện và khi tiếp xúc với điện sẽ vô cùng là không an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình quý vị. Và để giải quyết những nỗi lo lắng đó thì tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, nguyên là giảng viên của trường Đại học Công nghiệp trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã nghiên cứu tìm tòi cho ra một giải pháp, đó chính là phễu chống trào ngược đến từ thương hiệu CD102 thưa quý vị. Quý vị thân mến, và với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là một cái thiết kế, một cái kích thước thì không khác gì so với những cái chiếc phễu thoát nước thông thường. Thế nhưng điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là chất liệu. Chất liệu cấu tạo nên toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay đó chính là phần nhựa ABS. Chúng ta biết rằng là đặc tính vô cùng ưu việt của nhựa ABS đó chính
chính là sẽ rất là thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng, có độ bền cao và chắc chắn an toàn trong quá trình mà chúng ta sử dụng lâu dài. Và cái cơ chế hoạt động đó chính là cơ chế trào ngược với cái phần khóa van tự động khi mà nước dâng lên. Và van đó chính là những cái con phao như thế này thưa quý vị. Khi mà nước trào lên thì phao sẽ nhanh chóng được đẩy lên và tiếp xúc một cách vô cùng hoàn hảo với cái phần van cao su như thế này quý vị. Khi mà nước trào lên thì quý vị có thể thấy rằng là cái phần con phao sẽ tiếp xúc vô cùng hoàn hảo và ngăn chặn nước từ môi trường bên ngoài thoát vào gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta thưa quý vị. Và chắc chắn là quý vị cũng sẽ rất là thắc mắc tại sao để cho cái con phao này có thể là tiếp xúc một cách hoàn hảo với cái phần van cao su ở bên trên. Thì Hoàng Hiếu xin được chia sẻ rằng là đó chính là nhờ thiết kế những cái phần rãnh định hướng ở bên trong như thế này. Với cái phần rãnh định hướng này thì sẽ giúp cho con phao khi mà có tác động của áp lực nước sẽ liên tục là được trồi thẳng lên phía trên và vuông góc với mặt nước, và như vậy thì cũng sẽ tiếp xúc rất là hoàn hảo với cái phần van cao su này thưa quý vị. Này, chúng ta có thể thấy được không ta? Và Hoàng Hiếu xin được chia sẻ quý vị là ngoài khả năng đó chính là chống nước trào ngược ra môi trường bên ngoài thì sản phẩm ngày hôm nay có một thiết kế vô cùng đặc biệt, đó chính là cái phần lá chắn rác. Phần phía sau thì sẽ có một cái phần chén như thế này. Phần chén sẽ úp với lại cái phần chén tiếp xúc để mà giữ nước bên trong, sẽ tạo thành một cái khối vô cùng hoàn hảo khi mà chúng ta lắp đặt lại như thế này. Thì mùi hôi từ ống cống thì sẽ không trào ngược ra môi trường bên ngoài, và bên cạnh đó thì côn trùng gián kiến sẽ không xâm nhập vào gia đình của quý vị cùng với đường nước cống dẫn lên. Và từ nay thì với sản phẩm này thì quý vị hãy hoàn toàn yên tâm rằng là sẽ không có cái tình trạng là chúng ta phải sử dụng đỉnh kỉnh nào là những cái muối mút sốt nè, rồi những cái phần tảng đá nè để che đặt lên những cái phần phễu thoát nước, nước cũng sẽ không bị trào ngược từ cống ra môi trường bên ngoài. Và để hiểu rõ hơn sự ưu việt cũng như là cơ chế hoạt động độc đáo của phễu chống tràn TD102 ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng quan sát lên màn hình. Chúng tôi đã làm một thí nghiệm với hai chiếc phễu, một phễu là sẽ thoát nước thông thường, còn một phễu là phễu chống tràn TD102. Khi mà chúng ta cho áp lực dòng nước ở bên dưới mạnh và đẩy nước lên thì với chiếc phễu thông thường nước liên tục trào ra, và nếu mà gia đình của chúng ta sử dụng những chiếc phễu như thế này thì nước sẽ nhanh chóng lên láng và ngập khắp các không gian sống của chúng ta, vô cùng là nguy hiểm. Còn với chiếc phễu TD102 thì như thế nào ạ? Wow, quý vị có thể thấy con vào với một thiết kế vô cùng hoàn hảo, đó chính là sự tiếp xúc vô cùng tuyệt vời giữa cái phần con phao và cũng như là cái phần silicon sẽ giúp cho chiếc phễu của chúng ta ngăn chặn được tối đa lượng nước từ ống cống tràn vào ngôi nhà của chúng ta. Hoàn toàn yên tâm quý vị nha. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mang đến quý vị một sản phẩm vô cùng là tiện lợi hữu ích để giúp cho không gian sống của quý vị luôn được sạch sẽ nè và thông thoáng, và đặc biệt là không còn phải những nỗi lo lắng mà khi mà chúng ta đi công tác xa nhà hoặc là chúng ta đi làm đi học chẳng hạn, nhà của chúng ta sẽ không có tình trạng là nước bị trào ngược từ ống cống mỗi khi mà nước mưa lên hoặc là chiều cường dâng lên, và sẽ hoàn toàn yên tâm không có tình trạng là mồ hôi cũng như là những cái loại côn trùng xâm nhập từ cái đường ống cống nước trào ra môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị. Và bên cạnh đó thì những cái loại đồ dùng tủ kệ nè, bàn ghế nè, và bên cạnh đó thì tivi, tủ lạnh thì sẽ được bảo đảm tối đa, không có tình trạng là tiếp xúc với nước cống dơ bẩn và cũng không tình trạng là bị chập điện, an toàn hơn cho tất cả các thành viên trong gia đình của quý vị. Mức giá thì cực kỳ hấp dẫn trên AZSHOP ngày hôm nay, 490.000 đồng thưa quý vị. 490.000 đồng chúng ta đã có ngay hai phễu chống tràn để từ hiệu TD102, và đặt hàng cho khung giờ đây phát sóng chúng ta còn nhận được một phần quà tặng nữa, đó chính là một chiếc phễu cùng loại quý vị nha. Và với ba chiếc phễu mức giá vẫn chỉ là 490.000 đồng mà thôi. Ba chiếc phễu thì chúng ta hãy lắp đặt nào là ở sàn nước mà chúng ta rửa chén rửa rau cải chẳng hạn, và bên cạnh đó thì chúng ta hãy lắp đặt ở những cái nhà vệ sinh trong không gian nhà của chúng ta. Và như vậy thì hãy hoàn yên tâm khi mà ngày hôm nay với phễu chống tràn TD102 môi trường sống của quý vị sẽ được bảo vệ tối đa. Và xin gọi của chúng tôi 0839109898, nhanh tay đặt hàng quý vị nha. Hoặc là quý vị có thể đặt hàng trực tuyến thông qua website azshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Phễu thoát nước chống trào ngược TD102, thiết kế thông minh, đơn giản, dễ lắp đặt, vệ sinh, vật liệu làm từ nhựa ABS bền đẹp theo thời gian, ưu việt hơn với van xả một chiều, tự động đóng khi có hiện tượng nước tràn ngược trở lại. Phễu thoát nước chống tràn TD102, giải pháp chống tràn ngược nước vào nhà hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, ngăn mùi hôi, ngăn chuột, gián, côn trùng chui vào nhà, phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường nước thải. Chống trào ngược TD102 bảo hành 12 tháng, mức giá ưu đãi chỉ áp dụng cho khung giờ phát sóng 490.000 đồng cho bộ gồm hai phễu, tăng thêm một phễu cùng loại. Hãy nhanh tay lên, đừng bỏ lỡ.
Quý vị thân mến, và những giây phút cuối cùng của chương trình giới thiệu sản phẩm vô cùng đặc biệt và hữu ích với tất cả mọi gia đình Việt Nam, đó chính là phễu chống trào ngược đến từ thương hiệu TD102 đã dần trôi qua. Hoàng Hiếu liên tục hối thúc quý vị hãy đặt hàng, bởi vì chỉ khi đặt hàng cho khung giờ đang phát sóng thì chúng ta mới nhận được sản phẩm ngày hôm nay với mức giá rất hấp dẫn. Hai chiếc phễu TD102 mức giá chỉ là 490.000 đồng, nhưng đặt hàng cho khung giờ đang phát sóng thì chúng ta sẽ nhận được thêm một phần quà tặng nữa, đó chính là một chiếc phễu cùng loại. Wow, ba chiếc phễu mà chỉ có là 490.000 đồng. Quý vị có thể thấy là Aesop rất là tình ý đúng không ạ? Và với những gia đình Việt Nam của chúng ta, một chiếc phễu thì hãy lắp đặt ngay sàn nước rửa nè, một chiếc phễu thì chúng ta hãy lắp đặt ngay phần ban công để nước thoát ra, một chiếc phễu thì chúng ta hãy lắp đặt ngay nhà vệ sinh của nhà mình. Và như vậy thì với sản phẩm ngày hôm nay sẽ đảm bảo sự an toàn, sự thông thoáng tối đa và sự vệ sinh cho tất cả không gian sống của quý vị. Và Hoàng nghĩ là với sản phẩm ngày hôm nay, phễu chống trào ngược đến từ thương hiệu TD102 thì không chỉ là phù hợp với những gia đình chịu ảnh hưởng của triều cường thường xuyên bị ngập nước, mà đối với gia đình mà không có cái tình trạng đó thì cũng nên sở hữu, bởi vì tác dụng thứ hai của sản phẩm ngoài việc là chống trào ngược nước thì còn có tác dụng đó chính là ngăn chặn mùi hôi từ cống rãnh, cũng như là ngăn chặn sự xâm nhập của gián nè, kiến nè, côn trùng, những loại vi khuẩn có hại. Đây chính là những tác nhân gây ra những căn bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và đối với những gia đình mà chúng ta có những người lớn tuổi hoặc là trẻ em thì cũng càng nên phải sở hữu thiết bị này thưa quý vị, để đảm bảo sự an tâm, an toàn tối đa cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và có được điều đó nhờ vào một thiết kế vô cùng thông minh đặc biệt, đó chính là cái phần nắp của cái lá chắn rác này sẽ tiếp xúc một cách vô cùng hoàn hảo. Khi mà chúng ta úp chặt vào đây sẽ tạo thành một cái khối kính và sẽ không có cái sự xâm nhập cũng như là cái sự ảnh hưởng của mùi hôi cũng như là những loại côn trùng trào lên từ ống cống thưa quý vị. Và đối với những bạn nhân viên văn phòng, những bạn sinh viên hoặc là những người mà chúng ta thường xuyên đi công tác xa chẳng hạn, từ nay chúng ta cũng đã có một giải pháp. Hãy hoàn toàn yên tâm rằng mỗi lần mà nước triều cường dâng lên hoặc là mỗi ngày mà mưa lũ kéo dài thì chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ không có cái tình trạng là sàn nhà bị ngập úng nè, dơ bẩn nè, mùi hôi khó chịu và những cái đồ vật trong nhà cũng bị ảnh hưởng quý vị nha. Và thiết kế lắp đặt thì cũng vô cùng dễ dàng, không khác gì so với là một chiếc phễu thoát nước thông thường quý vị nha. Mức giá thì rất hấp dẫn. Hoàng Hiếu xin được lặp lại một lần nữa, đó chính là 490.000 đồng. 490.000 đồng, chúng ta có đến 2 chứ không phải 1 quý vị nha. Hai phễu chống tràn để từ thương hiệu TD102. Và đặt hàng cho khung giờ đang phát sóng, chúng ta lại nhận được thêm một cái nữa quý vị nha. Wow, ba cái mà mức giá không thay đổi, vẫn chỉ là 490.000 đồng mà thôi. Nhanh tay đặt hàng nào quý vị nha. Số điện thoại của chúng tôi 0839109898, hoặc quý vị có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website ajetop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Hoàng Hiếu xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị với những chương trình sau của ajetop.